người chồng hiện tại của chị á, 10 điểm tuyệt đối không có nhưng. Thật sự nhá. Yes. Nếu mà sau phiên bản người yêu yes. và phiên bản chồng ấy. Dạ. Ôi là phải là phiên bản chồng thôi tuyệt vời. Tại vì tôi thấy ánh mắt giả dối ở trong này. Ê cái thằng nhỏ này. Thôi. Tại vì nhá, như cho mọi người biết, ví dụ như mình khi mà mình yêu nhau ấy. Dạ. Thì mình chỉ nghĩ là ờ bữa nay đi chơi. Không. Rồi ăn anh bao. Bữa nay em có tiền em bao anh. Yes. Rồi tối mà nay về nhà nấy ngủ. Yeah. Yêu nhau mà đúng không? Dạ. Yeah. Là mình đã thấy cái con người đó là tuyệt vời rồi. Perfect. Còn cái gì mà có thể mà gọi là gì nhỉ? Chăm đó, gọi là tuyệt vời đi. Tuyệt vời. Nhưng khi đã là chồng mình. Dạ. Yeah. Khi mà vợ chồng thì nó còn cái gì nữa? Nó còn trách nhiệm. Trách nhiệm. Cái còn đối nhân xử thế giữa hai bên gia đình. Chị nói thật nhá. Người chồng hiện tại của chị á, 10 điểm tuyệt đối không có nhưng.